Xin chào các bạn, chúng tôi đang ở một vùng thảo nguyên lạnh giá tại nước Nga để tìm hiểu về một trang trại chăn nuôi khá đặc biệt. Trang trại này nuôi hươu để lấy thịt và nhung hươu. Trong đó, nhung hươu là mặt hàng đã được công nhận rất có giá trị về mặt dược liệu. Nhưng việc nuôi và thu hoạch nhung hươu cũng đang là một vấn đề gây tranh cãi. Ở đất nước các bạn có cho phép khai thác nhung hươu như thế này hay không? Còn ở một số quốc gia như Nga, Úc, Trung Quốc thì nó hoàn toàn hợp pháp. Quá trình nuôi và khai thác nhung diễn ra ngay tại trang trại này. Chúng tôi có thể khẳng định rằng việc nuôi hươu không khác nhiều so với nuôi dê hay cừu. Chúng vẫn có thể nuôi với số lượng lớn chung với nhau như thế này nếu như bạn thấy tiện lợi. Thức ăn yêu thích của chúng là một số loại cỏ mọc vào mùa xuân và ngũ cốc trộn nếu bước vào mùa đông. Thông thường hươu sẽ mọc gạc từ 2 năm tuổi trở đi. Chúng sẽ phát triển nhanh vào mùa xuân. Và thời gian tốt nhất để thu hoạch là 45 ngày sau khi gạc mọc lên. Bởi vì gạc mọc và phát triển rất nhanh. Lúc này gà của chúng không cứng, có nhiều mạch máu và nhiều dinh dưỡng. Những chiếc gạc này người ta gọi nó là nhung hươu. Đây là những con hươu có thể cho thu hoạch nhung. Chúng sẽ được đưa vào những chiếc lồng được chuẩn bị sẵn phục vụ cho việc lấy nhung. Quá trình cắt sẽ được diễn ra rất nhanh với những công nghệ hiện đại. Sau khi cắt nhung, chúng sẽ được dùng thuốc để hồi phục ngay lập tức. Một con hươu có thể cho cặp nhung nặng khoảng 4 đến 6 kg. Nhưng đó không phải là lần thu hoạch duy nhất, nhung hươu sẽ mọc lại sau đó. Chúng sẽ mọc lại hàng năm nếu được chăm sóc tốt và chất lượng nhung vẫn đạt như lần đầu khai thác. Giá thị trường hiện tại là 70 đô la là cho 1 ký nhung hươu.
Nhung hươu sau khi được thu hoạch sẽ khử trùng và sấy khô. Chúng được ngâm trong nước muối loãng với nhiệt độ khoảng 76 độ C. Còn một cách khác để lấy tinh chất từ nhung hươu mà không cần cắt, các tinh chất này sau đó sẽ được sấy khô, phục vụ trong quá trình điều chế dược phẩm. Một trong những công dụng phổ biến khác của nhung hươu là dùng để tắm. Tinh chất bổ dưỡng từ nhung hươu sẽ thẩm thấu vào cơ thể qua da. Có tác dụng tốt với hệ thần kinh. Theo nghiên cứu thì nó cũng rất tốt cho người già và phụ nữ. Nhung hươu ở đây cũng được xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là Trung Quốc, một đất nước rất ưa chuộng dùng nhung hươu để bào chế thành các bài thuốc chữa bệnh.